Xin chào quý vị và các bạn. Mình đang test cái bản mixer Soundrad liên công suất PMX806D được nhập khẩu và phân phối tại Trung tâm Âm thanh Ánh sáng Thanh Huy. Hệ thống bản mixer này gồm 8 line, có chế độ Bluetooth kết nối qua điện thoại rất là dễ dàng. Hệ thống equalizer công suất 750W trên một kênh 8 ohm, 1100W trên một kênh 4 ohm. Đây là hệ thống phía sau của Ben. Hai quạt gió lớn, đầu ra loa sử dụng jack speaker. Bên phía sau, mặt sau 750W một kênh. Công suất đánh được 2 cặp phun đuôi 4 tấc. Và đặc biệt cái hệ thống mixer này thì nó có gồm 2 effect, 1 reverb và 1 echo riêng biệt. Giờ mình thử cho các bạn nghe cái tiếng reverb của mixer này. Hi 6 1 hi 4 5 6 lô 6. Đây là hệ thống tiếng reverb. Và giờ mình thử cho các bạn nghe tiếng echo của nó. Giờ mình sẽ kết hợp cả tiếng reverb và cả tiếng delay vô chung với nhau. 1 2. Lô 6 1 2 giờ lên echo. Lô lô lô. Đó là một ca rất là dao. Và hiện tại mình đang sử dụng điện thoại để phát Bluetooth bắt nguồn mixer. Bàn mixer Soundrad liên công suất PMX806D được nhập khẩu và phân phối tại Trung tâm Âm thanh Ánh sáng Thanh Huy.